Anh tên gì? Tôi tên Hiệp, phó chủ tịch của ban xã. Rồi, giải thích cho chị trường hợp của chị á, là hộ kinh doanh thì hộ kinh doanh được nhận theo cái nghị quyết 68 của chính phủ là 3 triệu đồng. Thì trong một hộ chị có nhận 3 triệu đồng rồi thì con chị là người phụ thuộc của chị nên không có được lãnh, tại vì mỗi một người chỉ được lãnh một chế độ cao nhất. Đó, do đó còn nếu bây giờ chị nói á, là những người khác, người nào thì chị nói giùm em. Người lao động bị mất việc được hỗ trợ, con được hỗ trợ. Rồi, tại vì tôi á là người dân, tôi nghe nhà nước quy định là mỗi đầu người là được nhận 1 triệu nhà nước hỗ trợ, đúng không? Không phải là người nào cũng có. Người thật sự khó khăn, người có hoàn cảnh thật sự khó khăn chứ không phải người nào cũng có. Rồi anh nói thì em tiếp thu. Rồi. Nhưng em gia đình em cũng rất là khó khăn, thất nghiệp bao nhiêu tháng nay, chồng em cũng thất nghiệp. Ở trong mắt em bao nhiêu người có mà gia đình em không có. Nhưng anh nói nhận 3 triệu. Em chưa có nhận 3 triệu đâu nha. Em không có nhận 3 triệu đâu. Đã anh đừng nói có nói là nhận 3 nào. Triệu nha. Em không có nhận đâu. Đã tôi nói đã xét, có quyết định rồi. Em không có nhận đâu. Chờ nhận. Anh nói nếu mà nãy anh nói anh chờ nhận, anh nói là em chờ nhận 3 triệu đó. Chứ còn anh nói em nhận 3 triệu. Hồi nãy anh nói rõ ràng. Tôi nói cái này là nhận bên hộ kinh doanh 3 triệu, chứ tôi có nói chị nhận 3 triệu chưa? Thì lúc nãy anh nói đó. Tôi nói cái này là nhận bên hộ kinh doanh 3 triệu. Ở đây nhiều người có tai nghe chứ không phải riêng mình em. Anh nói là nhận 3 triệu. Nói đi. Đã tôi nói cái này là nhận bên hộ kinh doanh là 3 triệu đồng. Mà chị nói tôi nói chị là nhận đã nhận. Tôi nói chị đã nhận hồi nào? Rồi, anh nói xong đúng không? Rồi bây giờ em nói. Rồi nói đi. Là ở chung cái xã nhận đất này. Nhưng mà rất là nhiều người được nhận hết rồi. Nhận 3 triệu. Nhiều người nhận rồi, đủ hết rồi đó. Đủ 3 triệu hết rồi đó. Nhưng mà em chưa có được nhận được 1 triệu rưỡi nữa. Em chỉ nhận có 1 triệu 2 thôi. Nè, để tôi nói cho chị. Đợt 1. Nhưng mà cái đợt đó là cái đợt 1, người ta bây giờ là tới đợt 3 rồi. Đợt 2 em cũng chưa được nhận nữa. Làm sao? Cái hộ kinh doanh đó là cái phần kinh doanh, là phần kinh doanh của em. Con hỏi hỏi họ đầu người, đâu đớn gọi là đầu người thì con em được hưởng chứ tại sao à? Tại sao con em không được hưởng? Giờ chị cứ nói thôi, giờ tôi không nhận hộ kinh doanh nữa. Giờ xét cho tôi với con tôi. Rồi chị làm cái đơn, lấy giấy ra làm đơn đi, tôi giải quyết cho cái chị cái phần này. Giờ bây giờ tôi không nhận hộ kinh doanh. Tại vì tôi đã nhận ở bên đây là tôi 1 triệu, con tôi 1 triệu. Tôi không nhận hộ kinh doanh nữa. Lấy cho miếng giấy cho điền vô giùm em. Rồi, giải quyết luôn cho chị. Được không? Được không? 60 triệu vậy ta làm. Hả, được, em giải quyết liền. Chịu không? Tại vì là mấy anh nói là nhận rồi, nhưng mà em đã nhận hồi nào đó. Ai nói nhận rồi? Thôi lúc nãy anh nói nè. Nhận bên hộ kinh doanh chứ tôi nói chị nhận rồi hồi nào? Chờ lãnh thôi. Nhưng mà ý là em thắc mắc mình gì? Tại có bao nhiêu hộ kia người ta là con người ta đã nhận rồi. Giờ có nghe không? Tôi nói cho mà nghe. Hay là muốn quay phim để đăng lên mạng? Chị đang livestream hay chị đang làm gì? Tôi không có livestream. Nè, tôi chỉ quay để làm tăng chứng lại dù tôi nói, anh nói thôi. Đợt 1, giải quyết cho 6 đối tượng. Bé giá số, chạy xe ôm, lao động tự do bị mất việc. Được chưa? Giờ em hỏi anh nè, cái anh Minh ở trong đầu trong nè. Anh Minh trong đầu trong nè. Nhà rất là giàu luôn, chứ không phải khổ sở như em đâu. Mà người ta đã nhận chúng ta đợt 3 rồi kìa. Con Phượng thì đã nhận 3 triệu rồi, còn em tại sao không có? Nhà chị Út ở gần chỗ em nè, cũng dành lâu rồi mà tại sao em chưa có là sao? Mấy người làm việc gì đã hay quá, rất chưa dành rồi. Tôi nói chị nè, bây giờ chị cần tiền liền thì sao? Đã tôi nói cái chị á là nằm bên hộ kinh doanh, được nhận 3 triệu. Chờ người ta lãnh tiền, cấp về ngân sách. Tùy theo đối tượng người ta phát. Giờ chị cần tiền liền thì sao? Nhưng mà ý là em cũng phải nói chứ, bây giờ em cũng phải nói chị cho biết chứ. Tôi giải thích chị không chịu hiểu. Chị có chịu hiểu cái lời tôi nói chưa? Chừng nào á, tôi nói, chị nghe, chị hiểu. Chị đi phản ánh. Còn này tôi nói sao không phản ánh được? Tại sao bao nhiêu người người ta đã nhận rồi, còn tôi không nhận mà không cho tôi phản ánh sao được? Em nói chuyện đâu đâu không kỳ quá, nói thực tế đi. Sao anh biết cái gì mà đâu đâu? Người ta đã nhận 3 triệu hết rồi, còn tôi chưa nhận nè. Người trong đó giờ người cũng đó. Nè chị nè, thôi để cho bà con nè, nghe lời tức đi. Giờ em để cho bà con đi, chiếu đại em biết rồi, ghi nhận hết tất cả, để cho bà con lãnh từ hết này đi. Còn cái chuyện của em giờ muốn, ví dụ em muốn bổ sung lãnh bên đây thì em bỏ lãnh bên kia vậy thôi. Nãy giờ chị nói, ở giờ tôi không nhận hộ kinh doanh nữa, tôi chỉ nhận cái hộ bên đây, thì tôi xét cho chị với con chị mỗi người 1 triệu đồng theo cái đợt 3 này trong cái trợ cấp khó khăn, tôi giải quyết cho, chịu không?
Ừ, chứ ví dụ như tôi hỏi anh, ví dụ như ở đầu trên nhận rồi, trong này nhận mà mình ở giữa mình không có, anh phải hỏi chứ, anh phải nói chứ. Chị đó, tôi nói chị, tiền nó về từng đợt theo từng đối tượng, hộ kinh doanh hiện giờ tiền chưa về thì tụi tôi chưa phát. Được chưa? Chị lên mẹ 3 lần rồi. Rồi. Anh nói là anh sai rồi hoàn toàn rồi nha. Tôi mới lên lần thứ hai mà anh nói 3 lần là anh làm việc, anh thấy có được không? Hồi nãy tôi lên tôi nhận á, thì anh nói vậy, tôi về tôi phải hỏi bao nhiêu người nghe hết nào. Tôi đứng ngay chỗ này một lần nữa. Hồi nãy lên đứng ngay chỗ này một lần nữa nè. Ở đây cũng nhiều, ở đây cũng nhiều mất lắm. Ở đây cũng nhiều cũng mất lắm. Chứ không phải là có một cùng tôi đâu. Thì mình thấy mình không rõ mất thì mình phải nói chứ. Quốc có nhân dân thì phải nói chứ.